Đây bà con nào muốn xài bơm nhân thể để xa ở đây RT125 xài nhân thể 3 nè bà con. Cái bu ly á, đối với dân ly nhân thể bà con xài từ 2 tấc trở lên nha, 2 tấc rưỡi 3 tấc mới đủ số vòng nha bà con. Bởi vì cái nhân thể này nó tới đây số vòng rồi, nó tới 3.600 vòng trên phút lận. Bà con không biết bu ly sao cho đủ, canh chỉnh sao nó đủ 36.000 vòng trên 3.600 vòng trên phút là đủ. Đây đầy đủ đây. Nên là nguyên bộ bà con về xài thôi, hút sâu đẩy xa. Đây là chiên hút sâu đẩy xa, bơm nhân thể. Nguyên bộ lớn nhỏ đầy đủ nha, đây là bơm nén nha. Chiên hút sâu đẩy xa, nó đẩy khoảng 900m. Đẩy thấp chứ là khoảng 900m nha bà con. Có nhân thể chiên hút sâu đẩy xa. Còn đây nhân thể bơm tác. Bơm tác lưu lượng nước nó lớn, nó khoảng 100 mấy mét khối một giờ đối với nhân thể 100. Xài là máy nhỏ thôi. Nó thể cho 50-200 mét khối một giờ. Đây là bơm tác dành cho tác ương, tác ao hay bơm chống khô hạn rồi nè. Bơm vô ruộng lúa chống khô hạn hay bơm vô ao vuông rồi bà con. Này bằng gan không sợ sét nha, đặc biệt mà nó sụn nước mặn không sợ sét nè. Đây bằng gan luôn. Không sợ sét. Này số dòng nó cũng thấp luôn, nó dòng nó 2000 dòng trên phút, bà con xài bô ly có 2 tấc là được. Này là bơm lưu lượng, nghĩa là bơm lưu lượng gọi là hay gọi là bơm tác đó. Bơm tác gồm có bơm cho 50, bơm 100, là bơm 80, là bơm tác. Bà con gắn nguyên bộ đi xài nha, nguyên bộ sẵn cho bà con luôn nè. Bà con mua về là xài thôi, khỏi chế dây cực. Dây go go thì có sẵn hết luôn. Gắn nguyên bộ là xài thôi. Đây bà con hút sâu để xa lại. Bơm giếng, bơm phan, bơm đồ bà con. Cái độ hút sâu nó là khoảng từ 10 đến 15 mét bà con, độ hút sâu á. À, độ hút xuống á, à, đường vô nè, hút vô là khoảng 10 đến 15 mét là ok nè. Bà con làm luôn, bà con nào hút là ok luôn. Nhân thể thì bà con thích cái động cơ nào xài cho phù hợp động cơ đó. Có tất cả động nhân thể dành cho tất cả động cơ nha. Phù hợp tất cả động cơ nha, bà con động cơ nào nguyên thể đó. Đây động cơ 8 nè, động cơ nén nè. Cái nén là lưu lượng nước nó ít nha bà con, nhưng mà đẩy đi xa. Cái bơm tác lượng nước nó nhiều, nó nhiều nhưng mà đẩy đi gần. Đây bơm 8 luôn là bơm tác nè. Bơm 80 cũng là bơm tác bà con. Cũng là hút sâu đẩy xa đó. Cũng là chiên hút sâu đẩy xa đó, bơm tác. Alo. Dạ đúng rồi. Không, ba máy thì có. À, hai máy, hàng hai hả? Không có bán hết mẹ nó rồi. Có 2.500 đó. Khoảng cái đó cho lên đó. Dạ để em coi có mà luôn cho hai máy ha. Dạ dạ rồi ok. Đây bơm nhân thể các loại nha bà con, là xài ra luôn là 0 0886356707 tất cả nhân thể nha. Đây là nguyên bộ bà con mua về gấp xài thôi, cấu dây vô là xài.